Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn đã cùng đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục trên kênh Tin Mới. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung đáng chú ý nào, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Hoan hô hôm qua, Nhật Bản và Triều Tiên liên minh đánh cho Trung Quốc tơi bời khói lửa, bầm dập tím tái để trả đũa cho các nước trong khu vực. Thưa quý vị, theo truyền thông của Hàn Quốc cho biết, tình hình chiến sự ở biên giới Trung Triều và vùng Biển Đông, vùng biển Hoa Đông trong những tuần vừa qua hết sức căng thẳng và phức tạp. Nguyên nhân chính gây ra những cuộc đụng độ nảy lửa nói trên không ai khác, đó chính là phía Trung Quốc. Chính quyền của ông Tập Cận Bình không chỉ đem quân đội, tàu thuyền đi xâm chiếm lãnh hải, lãnh thổ ở Biển Đông, ở vùng biển Hoa Đông, mà phía Trung Quốc còn đem rất nhiều binh lính và xe tăng lên vùng biên giới giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh để hòng xâm chiếm một phần lãnh thổ của Triều Tiên về tay Trung Quốc. Hành vi trên đã gây ra bức xúc cho các nước trong khu vực cũng như cộng đồng trên toàn thế giới, trong đó có Mỹ, Nga và Nhật Bản thời gian vừa qua. Chính vì thế mà hôm qua, Nhật Bản đã liên minh với cả Triều Tiên phát lệnh cho quân đội, không quân, hải quân của hai nước xuất kích tiêu diệt Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh, cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình để trả lại bình yên cho vùng biển Senkaku của Nhật Bản cũng như là biên giới giữa Trung Triều và trả đũa cho các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất từ Bộ Quốc phòng của Triều Tiên cho biết, trong gần 10 ngày vừa qua, phía Trung Quốc đã điều quân đội mang theo rất nhiều vũ khí sát thương, vũ khí hạng nặng, pháo cao xạ, súng Đại Liên và Đại Bác cùng rất nhiều xe tăng đến lên biên giới giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh để xâm chiếm một phần lãnh thổ của Triều Tiên. Trong bối cảnh, nhà lãnh đạo ông Kim Jong-un đang đồn đoán rằng có một sức khỏe không tốt. Hành động gây hấn và ngông cuồng trên của phía chính quyền ông Tập Cận Bình đã bị quân đội của Triều Tiên liên minh với quân đội của Nhật Bản đánh cho tơi bời khói lửa. Theo một tuyên bố mới đây của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, hôm kia quân đội của Bình Nhưỡng đã điều 1.500 binh lính mang theo rất nhiều tên lửa hiện đại bậc nhất của Triều Tiên phóng hỏa tiêu diệt phiến quân của phía Trung Quốc khi mà quân đội và xe tăng của Bắc Kinh un kéo sang lãnh thổ của Bình Nhưỡng để hăm dọa, mục đích là để dùng vũ lực hòng chiếm đóng một quả núi của Bình Nhưỡng, trong bối cảnh mà nhà lãnh đạo ông Kim Jong-un được đồn đoán là đang có một sức khỏe không được tốt. Tuy nhiên, rất may quân đội của Bình Nhưỡng đã khai súng, làm cho binh lính và xe tăng của Trung Quốc tháo chạy toán loạn để thoát thân, nếu không trận chiến đã xảy ra hết sức kinh khủng. Theo tờ báo của Nhật Bản cho biết, chính quyền của ông Tập Cận Bình không chỉ đem quân đội, hải quân đi gây hấn, bắt nạt ở vùng Biển Đông, mà tại vùng biển Hoa Đông, nơi có quần đảo Senkaku hay còn gọi là quần đảo Điếu Ngư, chính quyền của Bắc Kinh cũng đang cho 3 tàu chiến mang theo vòi rồng và tên lửa cùng 3 máy bay do thám đang có những hoạt động quấy nhiễu, quấy phá lãnh hải của Nhật Bản. Tờ báo Tokyo của Nhật Bản còn cho biết, hôm qua trước sức ép kinh hoàng và nguy hiểm từ nhóm tàu của phía Trung Quốc, hải quân đã cho phóng 2 quả tên lửa tầm trung để cảnh cáo Trung Quốc khi những con tàu chiến hung hăng phía Bắc Kinh đang có ý định tiến sát vào quần đảo Senkaku của Nhật Bản để gây căng thẳng. Tờ báo của Nhật Bản còn cho biết quần đảo Senkaku hoàn toàn là của Nhật Bản. Hiện chính phủ của Nhật Bản đang lưu trữ rất nhiều tài liệu, chứng cứ lịch sử cũng như là tính pháp lý để chứng minh rằng hòn đảo Senkaku nói trên không phải là của phía Trung Quốc. Thế nhưng, kể từ thời ông Mao Trạch Đông, ông Giang Trạch Dân, ông Hồ Cầm Đào và bây giờ dưới thời ông Tập Cận Bình, Trung Quốc vẫn luôn muốn đem quân đội đi xâm chiếm, đi chiếm đóng bằng được quần đảo nói trên của Nhật Bản về tay Bắc Kinh. Hành vi trên của chính quyền ông là không thể nào dung tha và chấp nhận được. Chính vì vậy mà ngày hôm qua, nếu sau 2 loạt phóng tên lửa cảnh cáo, nhóm tàu của Trung Quốc không cho tháo chạy, thì chắc chắn hải quân không quân của Nhật Bản sẽ đánh cho Trung Quốc tơi bời khói lửa. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết thì Trung Quốc rất biết tận dụng cơ hội, nói đúng hơn là chính quyền của ông Tập Cận Bình rất biết lợi dụng tình hình và cơ hội để ra tay chèn ép, gây áp lực cho các nước trong khu vực, hòng làm bá chủ trên thế giới để vượt qua Mỹ. Bằng chứng rõ rệt nhất đó là những tuần vừa qua, trong khi tất cả hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn hành tinh này đang tập trung cao độ công cuộc phòng chống đại dịch mang tên COVID, thì chính phủ của Trung Quốc lại lợi dụng tình hình đó, đem rất nhiều quân lính, tàu thuyền đi xâm phạm vào vùng lãnh hải, lãnh thổ, vùng độc quyền kinh tế và vùng biên giới của các nước láng giềng xung quanh mình, trong đó có Triều Tiên. Hành vi trên của phía Trung Quốc cần phải được trừng trị ngay tức khắc và phải bị tẩy chay.
Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, không chỉ gây gổ với cả Triều Tiên, Nhật Bản và các nước trong khu vực, chính quyền của ông Tập Cận Bình còn được cho là tham lam vô độ và không có tính nhân đạo khi mà Bắc Kinh cố tình nâng giá bán các mặt hàng như thiết bị y tế, máy trợ thở, bộ kit xét nghiệm chủng COVID và khẩu trang y tế cho rất nhiều nước trên thế giới, trong đó có Mỹ và các nước ở khu vực châu Âu, với một mức giá trên trời, hòng trục lợi và thu về hàng nghìn tỷ đô la nhờ vào việc làm thiếu tính người, thiếu tính nhân đạo như trên. Không những thế, phía Trung Quốc còn xuất khẩu những mặt hàng kém chất lượng bị rất nhiều nước ở khu vực châu Âu phàn nàn. Họ muốn Trung Quốc phải bồi thường thiệt hại, tuy nhiên tất cả những vấn đề trên đều bị phía Trung Quốc phớt lờ. Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng của Trung Quốc liên tục lên tiếng nói rằng Trung Quốc là một nước yêu trụng hòa bình, không đi gây gổ gây hấn với cả các nước trong khu vực. Bắc Kinh cũng đang hỗ trợ tất cả các nước trên thế giới trong công cuộc phòng chống bệnh dịch. Thế nhưng trên thực tế thì những việc làm của phía Trung Quốc đã và đang đi ngược lại với những tuyên bố nói trên. Điều đó cho thấy rằng âm mưu của phía Trung Quốc là cực kỳ nguy hiểm. Đó chính là lý do vì sao mà rất nhiều ý kiến cho rằng chúng ta cần phải cảnh giác cao độ với phía Trung Quốc và cộng đồng trên toàn thế giới đừng nghe những gì mà phía Trung Quốc nói, bởi họ chỉ nói một đằng làm một nẻo. Thưa quý vị, có một cái tên được cho là khá sốc khi mà Trung Quốc lợi dụng tình hình sức khỏe của nhà lãnh đạo ông Kim Jong Un không được tốt, đã đem rất nhiều binh lính, xe tăng lên vùng biên giới để thực hiện những cái âm mưu, những cái mưu đồ xâm chiếm lãnh thổ. Nhưng tất cả những âm mưu trên của chính quyền ông Tập đều bị thất bại, thảm hại bởi vì Nhật Bản và Triều Tiên đều rất cảnh giác cao độ với cả chính quyền Bắc Kinh. Quân đội của hai nước luôn đặt trong tình trạng trực chiến 24/24 giờ. Nhật Bản và Triều Tiên luôn có những phương án đối phó kịp thời với những manh động của phía Trung Quốc bởi vì họ biết rằng đất nước Trung Hoa là một kẻ chuyên đi ăn cướp và la làng. Theo các chuyên gia cho rằng, Trung Quốc đã lợi dụng tình hình nhưng vẫn không chiến thắng được Nhật Bản và Triều Tiên. Chắc chắn trong thời gian tới, chính quyền của ông Tập sẽ lại tiếp tục quấy nhiễu ở Biển Đông. Hiện tại thì Hải quân không quân của phía Trung Quốc vẫn đang cho rất nhiều tàu thuyền lờn vờn ở khu vực Biển Đông để đe dọa an ninh tới khu vực cũng như các nước. Hôm qua, truyền thông Jakarta của Indonesia đã lên tiếng cảnh báo rằng một nhóm tàu hải cảnh của phía Bắc Kinh đang di chuyển dọc bờ biển của Indonesia để thực hiện những ý đồ đen tối, đề nghị các nước trong khu vực Đông Nam Á phải nêu cao tinh thần đề phòng cảnh giác cao độ với cả phía Bắc Kinh. Chính phủ Indonesia nói rằng trong bối cảnh dịch bệnh COVID đang có những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường trên toàn thế giới, nhất là trong khu vực Đông Nam Á, thì các nước ASEAN đừng quên nhiệm vụ cao cả, đó là điều tàu tuần duyên, tàu tuần tra đem ra ngoài Biển Đông để giám sát những hành động vô lý sai trái của phía Trung Quốc, đồng thời liên tục nâng cao tinh thần bảo vệ biển đảo của các nước trước cái bối cảnh mà Bắc Kinh gia tăng sức ép. Ngày hôm qua, chính phủ của Nhật Bản cũng như Triều Tiên ra tay điều quân đội trừng trị Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh đã được rất nhiều nước trong khu vực cũng như cộng đồng trên toàn thế giới ủng hộ, hoan nghênh và nói rằng nếu như trong thời gian tới mà Trung Quốc còn có những hành động gây gổ, ăn hiếp thì các nước phải hợp sức liên minh với nhau xóa sổ Trung Quốc, săn phẳng Bắc Kinh để trả lại bình yên cho thế giới, trả lại sự êm đềm chờ Biển Đông và vùng biển Hoa Đông như vốn nó đã từng có. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất nóng, rất hot và rất nhiều người quan tâm khi hai tuần vừa qua, truyền thông thế giới đổ dồn sự quan tâm tới đất nước Triều Tiên. Một đất nước nhiều tên lửa nhưng rất bí hiểm trên toàn thế giới này. Câu hỏi đặt ra là tại sao truyền thông thế giới lại đổ dồn sự quan tâm tới Bình Nhưỡng đến như vậy? Thì xin thưa với quý vị rằng có rất nhiều đồn đoán trong những ngày vừa qua nói rằng sức khỏe ông Kim Jong Un, người được cho là lãnh tụ của đất nước Triều Tiên sinh năm 1984, năm nay còn rất trẻ, mới 37 tuổi, nhưng ông đã bị phẫu thuật tim và đang lâm vào tình trạng sức khỏe không được tốt. Có nhiều tin đồn còn nói rằng ông đang lâm bệnh nặng bởi vì đã hơn 16 ngày nay chưa thấy sự xuất hiện của người đứng đầu Bình Nhưỡng ông Kim Jong Un trước truyền thông và báo chí trong nước, cũng như là thế giới, đặc biệt là trong hai ngày trọng đại của Bình Nhưỡng, đó là ngày kỷ niệm 71 năm thành lập Quân đội Nhân dân của Bình Nhưỡng và ngày sinh ông nội, ông Kim Jong Un, chính là ông Kim Nhật Thành, những sự kiện không thể thiếu người đứng đầu của Triều Tiên. Tuy nhiên, đến giờ phút này vẫn chưa thấy ông Kim Jong Un xuất hiện. Vậy câu hỏi đặt ra là ông đang làm gì và đang ở đâu mà bây giờ thế giới còn vẫn chưa biết được thực hư ông đang bệnh nặng hay là đang đi nghỉ dưỡng?
trong hơn 2 tuần vừa qua. Nhiều tờ báo của Trung Quốc nói rằng ông Kim Jong-un vẫn bị phẫu thuật tim và đang nguy cấp, nhưng các chuyên gia nghiên cứu về Triều Tiên thì nói ông đang đi nghỉ mát. Trong bối cảnh đó, thì Tổng thống Mỹ ông Joe Biden nói rằng ông bạn tôi, ông Kim Jong-un, sức khỏe vẫn đang hết sức bình thường. Tất cả các lời đồn đoán nêu trên là không đúng sự thật. Và đến ngày hôm nay, hãng AFP của Pháp, một hãng tin nổi tiếng trên thế giới, chỉ sau hãng tin Reuters cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên ông Kim Jong-un vẫn còn sống và sức khỏe vẫn tốt. Thưa quý vị, thông tin trên đã chấm dứt mọi đồn đoán sai lệch về sức khỏe của ông Kim trong 2 tuần vừa qua. Thông tin trên được một số cố vấn an ninh cấp cao hàng đầu của Tổng thống Hàn Quốc, ông Moon Jae-in nói, và đã loại bỏ được những tin đồn về sức khỏe của ông Kim sau khi ông vắng mặt. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.